rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết giá heo hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2022. Tin vui cho bà con chăn nuôi. Dự kiến cuối quý 1 sẽ công bố vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu phi. Trung Quốc chuẩn bị mua thịt heo giữ trữ để đẩy giá tăng cao tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 11 tháng 2. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, dự kiến cuối quý 1, đầu quý 2 sẽ công bố vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến việc khảo nghiệm vaccine, dẫn đến việc phải công bố chậm hơn kế hoạch khoảng 6 tháng. Ông Trần Xuân Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương, Navetco, cho biết việc nghiên cứu vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi của doanh nghiệp đến nay đã được Cục Thú Y khảo nghiệm xong, được Hội đồng chuyên ngành của Cục Thú Y thông qua. Công ty đang gấp rút hoàn chỉnh để nộp hồ sơ cho Cục Thú Y để trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo ông Trần Xuân Hạnh, vaccine cơ bản có đánh giá về bảo hộ tốt. Việc sớm có vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ góp phần phát triển chăn nuôi lợn bền vững, đặc biệt là những hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, rất khó khăn trong việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học công ty đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, quy trình để khi được cấp phép, doanh nghiệp có thể sản xuất ngay. Sau khi được cấp phép, dưới sự chỉ đạo của Cục Thú Y, doanh nghiệp sẽ phối hợp với các chi Cục Thú Y vùng hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vaccine, đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất. Theo Cục Thú Y, năm 2021, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 3.154 xã của 60 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 288.668 con lợn, cao gấp hơn 3,2 lần so với năm 2020. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 321 xã của 36 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 19.628 con lợn. Giá heo hơi miền Bắc. Theo ghi nhận giá heo hơi tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương được thu mua trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng trên kg giao dịch heo thịt trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu tích cực hơn. Các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, giá heo hơi thấp hơn, mức phổ biến tại các tỉnh như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Tại tỉnh vùng cao giá heo giá heo ổn định trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Trong đó Hòa Bình chỉ 55.000 đến 57.000 đồng trên kg, Sơn La 54.000 đến 59.000 đồng trên kg. Lai Châu, Điện Biên duy trì ở mức 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai là 55.000 đến 59.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi tại khu vực miền Trung Tây Nguyên không ghi nhận tăng thêm. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá heo tại Thanh Hóa dao động từ 50.000 đến 57.000 đồng trên kg. Nghệ An, Hà Tĩnh nhỉnh hơn, từ 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại Nam Trung cao hơn. Tại Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi mức bình quân 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Bình Định 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Tại Tây Nguyên, giá heo hơi từ 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Trong đó Lâm Đồng Đắk Lắk dao động trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Đắk Nông, Gia Lai, con tum phổ biến trong 54.000 đến 55.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Tại các tỉnh phía Nam, giá heo hơi vẫn có sự chênh lệch giữa các tỉnh miền Đông và miền Tây. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Bình Phước từ 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ ở mức 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Trong đó Long An, Tiền Giang 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang từ 50.000 đến 53.000 đồng trên kg. Cần Thơ, Long An, Tiền Giang 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang quanh mức 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Trung Quốc đang có kế hoạch triển khai chiến dịch tích trữ trên toàn quốc và các hướng dẫn liên quan đến các chính quyền địa phương khác nhau. Động thái này nhằm đẩy giá thịt heo vốn đang ở mức thấp. Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ khởi động chiến dịch dự trữ thịt heo trong nỗ lực thúc đẩy giá mặt hàng này vốn đang ở mức thấp. Theo cơ quan giám sát của NDRC, tỷ lệ giá giữa thịt heo và ngũ cốc ở mức 5,57 một trong tuần bắt đầu từ ngày 24 tháng 1. Tỷ lệ này đã nằm trong khoảng từ 5 giờ 1 phút đến 6 giờ 1 phút trong 3 tuần liên tục đó là cảnh báo phạm vi đánh dấu sự sụt giảm quá mức của mức giá thịt heo do các cơ quan quản lý thị trường đặt ra. NDRC có kế hoạch triển khai chiến dịch tích trữ trên toàn quốc và các hướng dẫn liên quan đến các chính quyền địa phương khác nhau. Giá thịt heo tại Trung Quốc đã giảm trong 3 tuần đầu tiên của tháng riêng hiện đang ở mức khoảng 26,24 nhân dân tệ, 4,14 đô la Mỹ trên kg. Các nhà phân tích cho rằng để ổn định nguồn cung và giá thịt heo, các cơ quan chức năng cần tăng cường dự trữ thịt heo để điều tiết cung cầu thị trường cũng như cung cấp thông tin thị trường làm tài liệu tham khảo. Nghệ An gắn công nghệ cao và phát triển chăn nuôi tập trung. Những năm qua ngành chăn nuôi Nghệ An thực sự chuyển biến tích cực, năng suất và chất lượng các loại sản phẩm không ngừng nâng lên, đến nay đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường, báo nông nghiệp Việt Nam đưa tin. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị giai đoạn 2010 đến 2020 đạt 5,97% trên năm riêng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp năm 2020 đạt 47,55%. Những con số đưa ra dẫu khô khan nhưng đủ khẳng định quá trình tái cơ cấu ngành đang chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo đủ các yếu tố của xu thế nông nghiệp 4.0. Dù vậy không có nghĩa bức tranh tổng quan đều là màu hồng, bên cạnh những kết quả đạt được ngành chăn nuôi địa phương đang đối diện với không ít khó khăn lẫn thách thức, bao gồm hình thức nhỏ lẻ vẫn chiếm phần đa, dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, sản phẩm chăn nuôi quy mô chưa nhiều Giá trị gia tăng chưa cao, nổi cộng hơn cả là quá trình tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, hình thức sản xuất chưa gắn sâu với giết mổ, chế biến và thị trường tiêu thụ, người chăn nuôi khó kiếm lời. Suốt trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, giá heo hơi duy trì ở mức rất cao giúp người chăn nuôi heo đạt mức lợi nhuận rất hấp dẫn. Tuy nhiên, từ quý 2 năm 2021, giá heo hơi đã liên tục giảm mạnh và nhanh chóng giảm sâu xuống dưới giá thành sản xuất, người chăn nuôi heo bị thua lỗ nặng. Đáng chú ý, vào thời điểm tháng 10 năm 2021, giá heo hơi tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm hơn 50% so với hồi đầu năm, xuống chỉ còn ở mức 36.000 đến 38.000 đồng trên kg. Xuất bán heo với mức giá này, người chăn nuôi heo bị lỗ vốn từ 1,5 đến 2 triệu đồng con heo trên dưới 100 kg. Trong 2 tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, giá heo hơi đã có sự phục hồi trở lại nhờ nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ tăng, nhất là khi nước ta chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, sức tiêu thụ thịt heo cũng tăng đáng kể trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua, tạo điều kiện cho giá heo hơi phục hồi trở lại ở mức cao nhất trong khoảng 4 tháng qua. Dù vậy, hiện người chăn nuôi heo vẫn rất khó kiếm lời. Bốn thách thức lớn ngành chăn nuôi phải đối mặt trong năm 2022. Ông Dương Tất Thắng, cục trưởng cục chăn nuôi chỉ ra bốn thách thức lớn mà ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ phải đối mặt trong năm 2022. Cụ thể là toàn cầu hóa về thị trường, xen lẫn các hình thức bảo hộ sản xuất và chiến tranh thương mại tác động lớn đến các chuỗi cung ứng. Cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi ngày càng diễn ra căng thẳng, khi Việt Nam là thành viên đối tác tham gia với bảy hiệp định thương mại tự do khu vực và thế giới. Trong đó hiệp định thế hệ mới cptpp evfta yêu cầu sản phẩm chăn nuôi phải nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm hơn giá thành sản xuất rẻ hơn mới có được lợi thế trong cạnh tranh biến đổi khí hậu làm gia tăng các loại hình khí hậu cực đoan ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên cùng với đó là sự ô nhiễm từ chăn nuôi sẽ tăng cao ở những mô hình chăn nuôi quy mô lớn nhưng yếu kém trong khâu xử lý chất thải việt nam là quốc gia được dự báo chịu ảnh hưởng lớn nhất của quá trình biến đổi khí hậu Dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người như COVID-19, cũng như dịch bệnh trên động vật như dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng đã và đang diễn biến khá phức tạp, có tác động lớn đến chuỗi cung ứng trong nước cũng như toàn cầu. Phát sinh những biến động lớn về thị trường. Ngoài ra, khi chăn nuôi theo hướng thâm canh, mật độ cao, nếu các yếu tố an toàn sinh học không được đảm bảo sẽ làm phát sinh các loại dịch bệnh, kháng kháng sinh sẽ gia tăng. Cách mạng khoa học 4.0 dự báo sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong việc quản lý Xu hướng số hóa, chuyển đổi số gắn với chăn nuôi công nghệ cao, các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp số sẽ phát triển mạnh. Với những khó khăn, thách thức này buộc ngành chăn nuôi Việt Nam cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, bắt kịp xu hướng, nếu không sẽ rất khó phát triển và cạnh tranh được trên thị trường quốc tế. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Theo cục thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2021, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, đối với dịch tả heo châu Phi, cả nước đã xảy ra 2.930 ổ dịch thuộc 395 huyện của 58 tỉnh, thành phố. Tổng số heo bị tiêu hủy là 266.100 con. Nguyên nhân của dịch bệnh do virus có sức đề kháng cao, mầm bệnh đã lưu hành rộng trong quần thể, tồn tại trong môi trường tại các ổ dịch cũ. Hiện chưa có vaccine để phòng và thuốc điều trị, đường lây truyền của bệnh phức tạp, khó kiểm soát. Cùng với đó, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao, chưa đảm bảo an toàn sinh học, các hộ chăn nuôi heo đan sen trong các khu dân cư. Đặc biệt tại một số địa phương phương thức chăn nuôi lợn thả rông của người dân còn phổ biến làm dịch bệnh lây lan nhanh và gây khó khăn trong công tác chống dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú Y, năm 2021, các loại dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, heo tai xanh. Chỉ có bệnh dịch tả heo châu Phi là chưa có vaccine nên vẫn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ tại 33 tỉnh, thành phố do chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học. Hiện ngành nông nghiệp có đủ dự trữ vaccine chất lượng tốt, đảm bảo phòng chống dịch bệnh trước và sau Tết như lở mồm long móng, tai xanh. Tuy nhiên vào dịp trước và sau Tết nguyên đán, nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao. Năm 2022, giá thịt heo tăng mạnh. Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA, năm 2022, sản lượng heo của Mỹ sẽ giảm sản lượng heo ở Trung Quốc và châu Âu tăng. Tính trung tổng sản lượng thịt heo toàn cầu năm 2022 giảm so với năm 2021. Điều này sẽ dẫn đến giá thịt heo năm 2022 sẽ cao hơn so với năm 2021 ở nhiều thị trường, nhưng không phải trên toàn thế giới. Giá thức ăn chăn nuôi hiện đang ở mức cao sẽ hạn chế mở rộng chăn nuôi, do đó giá heo sẽ tăng. Nguồn cung heo hơi năm 2022 thấp hơn so với năm 2021 sẽ dẫn đến giá thịt heo tương đương hoặc cao hơn năm 2021. Nhu cầu thịt heo có khả năng tăng khi kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 12 tháng 2 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.